Alo, vâng, xin chào các bạn. Xin chào 500 anh em đang theo dõi và quan tâm đến bộ môn AutoCAD nhá. Và các bạn đã đang xem video trên kênh của mình. Mình là Nguyễn Quang Thuận. Vâng ạ, vừa rồi thì có rất là nhiều bạn hỏi câu hỏi ở trên cái kênh YouTube của mình, nhưng mình cũng chưa có nhiều thời gian để hỗ trợ các bạn được. Thế thì hôm nay thì có một cái bạn mà hỏi một câu hỏi rất là hay, và mình quyết định làm video này và để hướng dẫn cho bạn ấy cũng như là chia sẻ thêm cái kinh nghiệm giúp cho bạn. Đúng như là cái tiêu đề video này đã thể hiện, thì đó là làm sao để chúng ta có thể lưu lại được một cái kiểu tích hoặc rộng hơn. Đây, như bạn ấy hỏi đây, có một bạn hỏi là trong cái video là 5 bước thiết lập của mình. Đó, thì bạn hỏi là anh ơi có cách nào mà có thể lưu lại cái cỡ chữ, tức là cái kiểu tích và cái cỡ chữ của cái kiểu textile đó, textile vẫn là văn bản trong AutoCAD đấy. Để mỗi lần mình nhập kép thì nhập bản vẽ kép làm việc mới thì mình không phải nhập liệu lại nó, đúng không ạ? Tức là bạn em mong muốn là tối ưu lại cái thời gian về các cái bước thao tác thiết lập đi. Thế thì không chỉ đơn thuần là về text trong kép, có thể các bạn có thể là liệt xếp lại được, tức là lưu lại được một cái bộ gọi là text này, bộ dim này, bộ block này, hay là về layer này, vân vân, rất nhiều những cái kiểu style mà chúng ta, thay vì hàng ngày chúng ta cứ phải mở két ra nó thiết lập lại, thì chúng ta sẽ có luôn được một cái file mà chúng ta mở phát và chúng ta có thể làm việc được luôn. Đương nhiên là không phải là 100%, chúng ta vẫn phải chỉnh sửa điều chỉnh một chút thôi, nhưng nó tối ưu rất là nhiều. Đó, thế thì trả lời câu hỏi của bạn, đây là chắc bạn Tiến Đạt, tên không có dấu, mình gọi là Tiến Đạt nhá. Nếu mà sai thì bạn thông cảm, nếu bạn có đang xem video này thì mong bạn thông cảm. Vâng ạ, thì 500 anh em có thể quan sát ngay cái cách làm ngay sau đây, thì mình sẽ hướng dẫn và có thể một cái chia sẻ nhỏ trong cái quá trình làm việc của mình để giải đáp cái thắc mắc này cho các bạn nha. Ok, xin kính mời các bạn tiếp tục theo dõi cái video này. Đó, đây là kênh của mình nha. Thế thì mình đang chuẩn bị sẵn một cái file AutoCAD ở trên này. Thì đây là một cái file mà người ta gọi đó là một cái file thư viện cũng được, hay là một cái file gọi là file template. Template tức là một cái file mà chúng ta tạo lập ra sẵn để chúng ta có thể dùng lại cho nhiều lần về sau này. Đấy, trong AutoCAD. Đây là mình một cái file mình sưu tầm thôi, của một người anh trong nghề rất lâu năm, thì mình có xin và sưu tầm lại được. Để trong máy cũng khá là lâu rồi. Sắp bị mốc rồi, và mình cũng chia sẻ lại cho các bạn luôn. Và cái link file này nha, link cái file này trước khi mình mô tả chi tiết thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video để các bạn có thể là tiện download về, được chưa? Và bây giờ thì mình sẽ cùng review chi tiết nó, coi như là một cái video review cũng như là trả lời cho bạn Tiến Đạt cũng như các bạn nào đang quan tâm nha. Ở đây thì các bạn có thể thấy là đây là cái file AutoCAD của chúng ta. Khi các bạn mở lên thì nó có sẵn cái gì ạ? Thứ nhất, chúng ta sẽ kiểm tra về layer, đúng không ạ? Xương sống trong AutoCAD là layer rồi, công cụ quản lý, các cái lớp trong bản vẽ AutoCAD, đúng không ạ? Dù bạn làm về lĩnh vực gì thì làm AutoCAD chuyên nghiệp, một CAD man thì chúng ta không thể thiếu những cái layer này, đúng không ạ? Đó, hệ thống chúng ta đánh dấu những hệ thống layer chúng ta dùng, chúng ta có những cái gọi là tiền tố này, hậu tố này. Hậu tố là chức năng, tiền tố là những cái ký hiệu để chúng ta phân loại để không bị nhầm lẫn với các cái layer rác khác mà khi ta đưa vào. Bởi vì khi mà các bạn đưa những cái layer, ví dụ bạn copy một cái xe ô tô này, hay là một cái cây, hay là một cái vật dụng gì đó ở bên một cái thư viện bên ngoài bạn sưu tầm trên mạng, thì vô tình chúng ta copy vào cái file của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bị dính một cái layer rác mang theo nó ở bên bản vẽ khác vào. Thế thì để chúng ta không bị nhầm lẫn thì chúng ta đã có, ví dụ đánh hết số 0 cũng được, hay đánh vần T, mình là Thuận thì mình viết là T gạch ngang cây cỏ cửa dầm cột điện nước. Đấy, cứ T gạch ngang như vậy, hoặc là một ký hiệu bất kỳ mà các bạn chuyên nghiệp. Nếu bạn nào mà dễ nhớ, nếu bạn nào mà làm ở công ty thì các bạn có thể là đặt tên ký hiệu công ty, ví dụ như là Vin Group nhỉ? Thì bạn đặt là V gạch ngang đấy. Nhà hay V gạch ngang tường, V gạch ngang cầu thang, V gạch ngang cửa, V gạch ngang hách, đấy, vân vân, được chưa? Làm sao bạn dễ nhớ? Thì đây là mỗi người tùy ý lựa chọn. Thế thì layer rất là ngon lành rồi. Đấy. Block thì sao? Block thì các bạn hãy copy cho mình một những cái file block, bởi vì là
Theo kinh nghiệm của mình thì rất nhiều bạn là copy tải những cái file thư viện gọi là tuyển tập, đấy, tuyển chọn, nó phải rơi tầm hàng trăm mà thậm chí đến cả nghìn cái block mà chúng ta không dùng đến. Và thậm chí là ví dụ một đối tượng như là một cái xe này thôi, chúng ta đã có khoảng tầm 20 mẫu rồi, chúng ta không dùng hết. Hay là một cái cửa này, đúng không ạ? Chúng ta có một cửa này mà chúng ta chỉ dùng có một vài loại thôi, bởi vì CAD nó không đa dạng như là 3DS Max. 3D là một cái phần mềm mà dựng hình, màu sắc liên quan đến kiểu cách rất nhiều. Còn cái cửa trong CAD này thì nó được gần như là nó chỉ mang tính chất mô phỏng thôi. Nên làm sao chọn cái nào nó đẹp và nó tiện lợi nhất cho mình, chọn ra tầm một vài cái, ví dụ cửa lùa này, hay là cửa mở này, hay là cửa xếp gập vân vân, thì nó chỉ có một vài loại thôi. Nhưng bạn nào mà tải video trên mạng về thì thậm chí là nó phải lên đến cả hàng chục hàng trăm cái. Ví dụ đây mình mở cho bạn, ví dụ một cái file thư viện CAD mình sưu tầm đây. Đó, đây cái file này mình vẫn chia sẻ trên mạng, nhưng mà cái file này nếu mà dùng nha, bạn dùng ngon thì bạn vẫn phải lọc. Đó, đấy, rất nhiều như này. Thì trong này nó sẽ có những cái layer rác này. Đó, layer rác rất nhiều, bạn copy sang là bị ăn đòn ngay. Đúng không ạ? Đấy, thì những bạn nào làm CAD quen rồi thì chắc là mình nói phần này các bạn cũng đều hiểu rõ được. Ok ạ. Như bạn nào thành viên mới thì bạn có thể mường tượng ra được vấn đề không ạ? Thế thì cái file này là một file mà bạn sẽ gọi là trích xuất. Đấy, tức là các bạn hãy làm ra một cái file riêng của riêng mình. Thì đây là một cái file mà cái anh sử dụng CAD lâu năm thì anh cũng đã tạo riêng cho anh đấy, ví dụ như là những cái kiểu nét này. Thì bạn sau này các bạn chỉ vẽ nét nào ra cái là các bạn có thể là gì? Copy dán phát là độ co giãn nét đất nó đã theo tỷ lệ của bản vẽ luôn rồi. Đấy, thì các bạn không phải chỉnh sửa thông số nữa. Hay là những cái phần về thư viện này, những cái bồn cầu lavabo, hay là những cái bệt vân vân, kiểu xe mặt bằng, mặt đứng, mặt cạnh. Đấy, bồn. Có phải tiện lợi không ạ? Và không bị nặng đâu nhá. Không bị nặng. Cái này nó rất là nặng, nếu bạn dùng cái thư viện bên này là dùng rất là nặng và dối, thừa. Mở file ra, ví dụ bạn nào mà dùng laptop thì có thể bị giật lag. Máy yếu sẽ bị giật lag, thậm chí là bị virus, hay một cái tệ hơn nữa nó là nó bị sai, bởi vì nhiều cái trong này mình không kiểm duyệt được là kích thước nó có chuẩn 100% không, hay là bị scale đi so với những cái kích thước thực tế rồi, đúng không ạ? Thì đấy là lưu ý của mình. Ok, không miên man nhiều nha, thì mình quay trở lại với cái file này. Thì nó có ngoài layer là một này, điểm danh này, một layer này, hai là những cái block này, ba là những cái tên. Đấy, tên bảng kiểu nét các bạn quản lý ở đây. Đấy, tương ứng với tên layer sẽ là tên kiểu nét, tên độ dày các bạn có thể có luôn. Các bạn có thể chỉnh sửa theo ý mình, theo hoặc là theo ISO công ty, nhưng mà bạn làm một lần thôi. Đấy ạ, làm một lần thôi. Các cái nét ghi chú rồi nét đứt hay là nét chấm gạch hay là nét co giãn bao nhiêu có hết luôn. Màu sắc. Bên này thì sao ạ? Bên này thì là hệ thống về ký hiệu bản vẽ rồi, mặt ví dụ như là mặt hướng A, B, C, D đúng không ạ? Hay là các cái mặt cắt này, đấy, các cái nét chụp các bạn có thể copy hoàn toàn, các bạn chỉ việc kéo giãn thôi, hay những cái tag ghi chú này cũng đã được làm hoàn toàn rồi. Đây chính là vấn đề của bạn Tiến Đạt trong đầu video ạ. Đấy, ví dụ kiểu tag này các bạn đã tạo ra rồi, ví dụ đây bạn thấy không, là tag ghi chú này thì ứng với cái bản vẽ này, nó đã kiểu tag này đã rất là phù hợp, nó là cân đối với nhau rồi. Đấy, thế thì các bạn chỉ việc copy thôi. Ví dụ các bạn có một bản vẽ, bạn copy cái text này ra dùng, mũi tên này các bạn này là gì, có luôn mũi tên các bạn vẽ, các bạn đối xứng lại vân vân, hoặc là các bạn thể tạo mới bằng lệnh qLeader đúng không ạ, LE đấy. Hay bên dưới này nó sẽ là những cái phần về hack đúng không ạ? Các bạn chỉ việc là ở đây những cái mã về hack tường gạch này hay tường chịu lửa đây đã có sẵn rồi. Bạn nào mà làm về chuyên ngành khác thì bạn có thể bổ sung những cái mã hack, ví dụ quy hoạch có thể về đất đai rất là nhiều đúng không ạ, đất đô thị, đất cây xanh, đất trường học vân vân, đất nghĩa trang, đất công cộng. Hay là những bạn nào làm về cơ khí có những cái phần hack hay là những phần nội thất thì xây dựng thì bạn bổ sung thêm thôi để hoàn thiện, các bạn chỉ bổ sung một lần thôi nhá. Đấy gọi là làm một lần rồi lười vậy mãi. Một câu nói của anh trong ngành rất là lâu mà trong quá trình mình học mình đã rất là ngưỡng mộ. Đó là câu nói của anh Huy Hiếu Ly. Đấy, làm một lần để rồi chúng ta lười mạnh mãi, đó mới là cái làm thông minh mà chúng ta cần hướng đến. Đó, rất là tuyệt vời. Các bạn cũng nên rèn cho mình một cái tư duy ngay từ ban đầu làm việc như vậy, chứ đừng là con trâu cặm cụi đúng không ạ? Cặm cỏ thì chúng ta sẽ bị mất rất nhiều công sức và
không được tối ưu, nhanh nản lắm. Hãy làm việc thông minh hơn, đừng có làm việc chăm chỉ hơn. Đó, thì nó cũng tương tương với cái câu nói của anh Huy Lee mà mình rất là tâm đắc cho đến bây giờ trong cái quá trình làm bất cứ một việc gì, dù là AutoCAD hay là một công việc gì ngoài cuộc sống. Các bạn nên tìm cách tối ưu nó trước khi chúng ta làm việc miệt mài nha. Bên này cũng là hệ thống lifestyle, ký hiệu trục, các cái đường nét này, hay là cái ký hiệu trục này, 1, 2, 3, đánh số này, ký hiệu trục A, B, C, Y, X, vân vân, đúng không ạ? Hay những cái ký hiệu về sàn, lớp, vân vân, tích, ký hiệu chi tiết, hay đường, hướng đi, mốc định vị khu đất, công trình, hay là có là những cái hoa gió, hướng nhìn ở đây, lát sàn, đúng không ạ? Tất cả các bạn chỉ dùng một vài mẫu thôi, và mẫu nào mà bạn đang dùng thì bạn copy vào đây thay thế nó cho mình và dùng một file sạch sẽ. Đây gọi là một cái file AutoCAD gọi là sạch sẽ của bạn. Đấy. Nếu bạn dùng lâu và lâu năm, các bạn càng tích lũy được nhiều và những càng chất lượng, thì đây gọi là một cái file gọi là file bí kíp của riêng bạn, để giữ thư viện bí kíp của riêng mình. Đấy. Mỗi người hãy tạo cho mình một file riêng như này. Đấy. Tách kiểu tách các thứ này. Đấy, thì ví dụ đây là bản vẽ, các bạn có thể copy, đây là vẫn là một bản bản vẽ chính nhá. Đây mình đang khoanh vùng đây. Đấy, không biết là các bạn có đang thấy rõ không? Các bạn khoanh vùng ở đây, và nếu bạn nào làm việc trên nhiều tỷ lệ thì bạn sẽ copy ra tương ứng bằng bấy nhiêu tỷ lệ. Thông thường chúng ta nếu mà làm các bạn về làm về quy hoạch thì nó chỉ có dao động 2.000, 10.000, 5.000 hay là 500 thôi. Bạn nào làm về xây dựng kiến trúc thì nó chỉ loanh quanh mấy cái bản vẽ, ví dụ là 100 cùng lắm 200, 100 là phổ biến, hay 80, 60, 50, hay là những bản vẽ chi tiết về 1 phần 10, đúng không ạ? 1 phần 20, phần 10, 15 vân vân. Đấy, nó chỉ có một số bạn nào làm chuyên ngành nó sẽ có chỉ có một cái số tỷ lệ không nhất định thôi, thì bạn copy, ví dụ đây là bản vẽ tỷ lệ bao nhiêu ạ? 1 phần 100 các bạn thấy không? Thì đây chính là cái tên tiêu đề của bản vẽ 100. Nếu bạn nào làm về về vẽ nhà phố, biệt thự, nhà dân thì hay gặp cái bản vẽ 100 này thì quá phổ biến rồi. Copy ngay cái khung tên này. Đây có khung tên này. Đấy các bạn thấy không ạ? Có khung tên này, có tách tiêu đề này. Đấy, có gì tách những cái tách thường ấy, là tách thường đây, tách thường tách tiêu đề bản vẽ này. Tách 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 đánh tên bản vẽ này. Mặt bằng tầng mấy này. Đấy, thì bạn ghi ở đây ví dụ là mặt bằng tầng 1, 2, 3 này bao nhiêu thì có ngay. Thì đây bạn định cho mình là tỷ lệ chú thích là 1 phần 100. Sau đó bạn copy nhân bản ra, ví dụ cái này này. Đấy, là 1 phần 50 là bạn hay dùng, hay 1 phần 25 này, hay các bạn copy ra nữa, bạn scale đi chỉ còn 1 phần 10, 1 phần 15, 20 thôi. Đó, tùy các bạn. Đấy, vào một cái bộ thư viện như này thì xuyên suốt luôn. Trong này thì cũng có cả dim nhé các bạn nhé. Đây. Có dim thì bạn có thể là dim luôn được. Ví dụ bạn gõ DLI này, DL định D này. D là bảng dim style này, có kiểu dim 120, 25, 50. Thì bạn cũng đã set up thiết lập sẵn ở trong này rồi, những cái thông số rồi, kiểu text này, cỡ chữ này. Đấy. Các cái đường line này. Đúng không ạ? Thì đã có sẵn trong này hết rồi. Dim này, một là dim này, hai là text này, ba là block này, bốn là layer này, năm là những cái kiểu bạn có thể là thiết lập về cả layout nha, nó cũng lưu cả layout cho bạn này luôn. Nếu bạn nào mà làm việc layout nhiều có thể setup luôn cái file layout trong cái file tổng gọi là ISO đấy, hay là file template thì là ok luôn. Các bạn làm chỉ mượt thôi, đúng không ạ? Đấy, lúc nào sang cũng đầy bình, các bạn chỉ việc ngồi xe và vít tay lái, vít chuột gọi là mát ga luôn. Ok ạ. Không biết các bạn đang xem video này, xem đến đây thì đã hiểu được cái ý đồ và những cái mục đích mà mình muốn truyền tải không ạ? Cũng như trả lời câu hỏi dành cho bạn ở đây là bạn Tiến Đạt. Đấy. Bạn bạn Tiến Đạt nha. Đấy. Thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề này rồi, bạn là save hết cái file này. Save hết cái file này. Nhớ là save as trước khi sử dụng, bởi vì là nếu bạn mà xóa hay là có chỉnh sửa gì đấy, là nếu bạn save thẳng vào luôn ấy, Ctrl F thôi ấy, thì nó sẽ bị lưu lại và có thể bị thay đổi. Nhưng bạn mỗi khi bạn dùng hoặc bạn bạn mang đi đâu ấy, thì mình save save as, tức là vẫn giữ lại cái file gốc này và các bạn tạo ra một cái file mới, chỉnh sửa xóa ấy, tùy ý, nó không ảnh hưởng đến file gốc nguyên bản. Đấy thì tác giả có ghi ở đây là save as trước khi sử dụng là như vậy. Ok chưa ạ? Thì cái file này nhá,
Cũng giải thích hơi nhiều rồi, cũng đơn giản thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Thì mình sẽ để cái file này ở dưới link mô tả của video này. Các bạn có thể download về và sử dụng hoàn toàn là không mất phí, miễn phí hoàn toàn 100% cho 500 anh em theo dõi kênh của mình nha. Đó, thì cái này là cái để các bạn tham khảo. Mình nhắc lại là các bạn tham khảo và các bạn sẽ phải chế biến theo cái chuyên ngành của bạn, theo cái công việc của bạn để nó phù hợp với cái tính chất công việc của bạn nhất. Có được những cái đồ dùng thư viện hay là có những cái layer, những cái kiểu style, textile, dim style nó phù hợp với công việc của bạn nhất. Ok, mình là Nguyễn Quang Thuận, hãy ủng hộ kênh của mình để tiếp tục đón nhận những video bổ ích về AutoCAD cũng như nhiều chủ đề hơn nữa trong cuộc sống, trong những công ngành nghề công việc của mình đang làm. Mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn để cùng học hỏi, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm nha. Và bạn nào mà có những câu hỏi khác hãy gửi lên trên kênh của mình nhá, comment và gửi lên cho mình sẽ chọn lọc và hay và mình sẽ gửi đến tất cả các bạn. Ok ạ, bởi vì mình cũng không có quá nhiều thời gian để mình có thể làm liên tục và trả lời được 100% các câu hỏi của bạn, nên các bạn thông cảm. Có những câu hỏi nào mà dễ thì các bạn nên chủ động search trên YouTube, thì có rất nhiều video làm rồi. Có những video nào mà hay mà đòi hỏi cái tính chất giải đáp khó thì mình sẽ hỗ trợ các bạn, được chưa? Ok, hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này của mình nhé. Mình là Nguyễn Quang Thuận, xin chào 500 anh em.